cơ mà tâm. Anh Long điều chỉnh ghế cái anh Long. Rồi, các bạn hãy nhìn mình ghế tam đưa bằng điện. Các bạn muốn ngồi ở vị trí nào là ghế sẽ điều khiển cho các bạn. Xin giới thiệu các bạn là ghế lệm mà ngồi là cực kỳ êm. Đó, đây, nó có chỉnh điện ở chỗ không không các bạn ha. Các bạn bấm vô nút trên thì là nó sẽ tăng đưa. Bấm nhiều nó về đó, đó là phần bấm nút trên và đây là cái nút dưới sẽ đưa ra và bật theo chế độ theo yêu cầu của các bạn luôn. Nó nói là không những khi trên lại cũng chấp.